Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 10 tháng 11, không chỉ Hà Nội mà cả khu vực Bắc Bộ và một số tỉnh Bắc Trung Bộ, chất lượng không khí đều được cảnh báo ở ngưỡng xấu, ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Với ngưỡng cảnh báo này, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài. Sáng nay, theo hệ thống quan trắc của Tổng cục Môi trường, chỉ số chất lượng không khí AQI tại nhiều nơi ở miền Bắc vượt ngưỡng đỏ lên ngưỡng tím. Điển hình là các khu vực Nguyễn Văn Cử, Hà Nội, AQI là 264, Đức Thọ ở Hà Tĩnh, là 237. Trang Evisual cũng xếp hạng Hà Nội xếp thứ 6 trong tổng số 10.000 thành phố trên thế giới tính đến thời điểm 12 giờ trưa, đơn vị đo tính theo Mỹ. Trong khi đó ứng dụng chất lượng không khí PamE tại khu vực Tô Ngọc Vân, Tây Hồ Hà Nội vào lúc 8 giờ 45 phút, chỉ số AQI lên tới 205. Các tỉnh thành khác AQI cũng ở mức đỏ, ngưỡng ảnh hưởng tới sức khỏe, người dân không nên ra ngoài, bao gồm Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng và thành phố Vinh ở Nghệ An. Và theo Tổng cục Môi trường, trong những ngày qua, tình trạng ô nhiễm không khí thường nghiêm trọng vào các buổi sáng, chiều tối. Và đáng lưu ý là nồng độ bụi mịn PM2.5 đều tăng dần qua các ngày vừa qua. Trong đó, thời điểm ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao thường vào lúc nửa đêm. Cũng theo Tổng cục Môi trường, ngoài những nguyên nhân chủ quan gây ô nhiễm trong không khí như là khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động công nghiệp, xây dựng, đào đường chưa ngăn được ở các nguồn ô nhiễm thì trong những ngày gần đây, miền Bắc đang trong những ngày ở thời điểm giao mùa thu đông, thời tiết ngày nắng, đêm lạnh, hanh khô và dễ xảy ra những cái hiện tượng nghịch nhiệt. Và đây cũng là nguyên nhân khiến cho khói bụi bị giữ lại ở bầu khí quyển và không thể phát tán và bay đi. Vâng dự kiến là những ngày tới thời tiết không có nhiều thay đổi, cho nên tình trạng ô nhiễm sẽ khó được cải thiện. Vì vậy khuyến cáo người dân, nhất là những nhóm người già, trẻ em, người đang mắc bệnh hô hấp mãn tính nên hạn chế ra ngoài nếu bắt buộc phải ra ngoài thì cần trang bị mũ áo khẩu trang và kính để hạn chế tác hại của ô nhiễm không khí